mình nuôi hồ lớn với lại là hồ 1 mét vuông như thế này thì khoảng bao lâu mình thay nước một lần? Rồi thì ở đây những cái hồ này thì các bạn thấy không, cái hồ này là nó bị núp gốc với lại là có một số con nó túm lắc đuôi, nên là mình bỏ thuốc của mình trị nên mình hạ thấp nước xuống. Rồi tương tự thì cái hồ bên đây thì nó cũng vậy thôi, hồ này là hồ 2 mét 3 mét, trong vòng một tuần lễ tầm khoảng 6 đến 7 ngày bên mình sẽ thay nước toàn bộ 100%, tại vì cái con phun ngon này nó khó chịu về cái vấn đề mà màu sắc lắm. Đây là cái hồ mình đang cho bơm nước vô nè, chuẩn bị thả cá ha. Đó, bơm này rất là lâu luôn các bạn ơi, cái hồ này là nó hơn một khối nước. Đó, mỗi lần mà thay nước cuối tuần khoảng 6 ngày mình thay nước một lần, như vậy là mất khoảng 1,5 khối nước. Đây những cái hồ bên đây là đó các bạn thấy không, nước rất là trong luôn. Đó, nuôi full gold thì đa số cái nước như thế này thì mình mới nuôi full gold, con cá nó sẽ lên màu đẹp, nó ok hơn. Còn nếu như các bạn nuôi ở trên nước tảo hoặc là nền nó dơ, nó đen quá thì màu con cá nó sẽ rất là sậm xuống, nó xanh lè xanh lét luôn như thế này, nhìn vô là biết hồ cá bệnh liền. 12 cái hồ lớn nhưng mà hết 2 cái hồ bệnh rồi. Nó nói chung là nuôi cá này nó cũng vất vả, nó gian nan lắm chứ không phải là dễ ăn đâu các bạn ơi. Những cái hồ lớn như thế này 8 ngày mình thay nước một lần, thay toàn bộ 100% nước, trà hồ trà rong trà điêu sạch sẽ luôn để giữ màu cho con full gold nó được ok nhất. Còn đối với những cái dòng cá khác ví dụ như wheel hoặc là dumbo, các bạn có thể nuôi nước tảo thì rất là ok. Những cái dòng đó nuôi nước tảo là nó lên màu phải nói là tuyệt vời luôn á, nó không ảnh hưởng nhiều giống như cái thằng full gold này. Nếu mà hồ lớn như thế này 2 mét 3 mét thì khoảng 6 ngày đến 7 ngày mình thay nước 100% một lần, xong rồi trà hồ sạch sẽ rong riêu được hết. Rồi mình bắt đầu là mình thả cá vô cho ngược lại, chăm nước mới thả cá vô ngược lại. Và nước các bạn phải trữ sẵn nha. Nếu mà cá các bạn nó đã quen với nguồn nước ở chỗ bạn rồi thì cứ xả trực tiếp vô chơi thôi, nhưng mà nó hơi mạo hiểm xíu nha.